22, Mushiro cũng đã kích hoạt được khả năng thế giới vô hình giống như Tanjiro. 23, dấu ấn sát quỷ của Mushiro còn có thể kháng được độc và các hiệu ứng xấu. Ngay sau khi Kion biến mất, cậu lập tức sùi bọt mép và sùi ngay tức khắc vì độc. 24, Mushiro rất thông minh, giỏi thuyết trình và có tính logic cao khi có thể phân tích trạng thái kích hoạt ấn diệt quỷ của mình từ nhịp tim, nhiệt độ và cảm xúc chính xác của bản thân khi co ấn, chứ không bô lô ba la màu mè hoa lá hẹ rối tinh cả lên như Mitsuri hay là Tanjiro khi bị bắt miêu tả về trạng thái này. 25. Trong hoàn cảnh cần thiết, cậu tỏ ra rất nghiêm túc với vai trò trụ cột của mình và hết lòng với công việc diệt quỷ. 26. Mushiro đã bị tiếng vỗ tay của nham trụ làm cho giật mình, dù cậu ta là người rất bình tĩnh và mạnh mẽ. 27. Cậu ta thẳng tay đánh vào chỗ hiểm của thằng thợ rèn khi nó không cho cậu mượn chìa khóa con khôi lỗi 6 tay